VFL Serie B sắp diễn ra vào 3 ngày, thứ 6, thứ 7, chủ nhật tuần này chính là giải đấu tìm ra những đội tuyển xuất sắc, là tiền đề để các đội tuyển bước tới giải đấu chuyên nghiệp cấp độ cao nhất VFL mùa đông 2021. Đây chính là nơi chấp cánh ước mơ tuyển thủ chuyên nghiệp cho những tay chơi Free Fire. Họ có thể là những người chơi mới, cũng có thể là những cái tên đã quen thuộc với các giải đấu chuyên nghiệp của Free Fire. Tuy khác nhau về điểm xuất phát, nhưng giải đấu Serie B chính là nơi để họ có thể chấp cánh cho những cơ hội mới của mình. Ngay bây giờ, hãy cùng tôi điểm qua những cái tên hứa hẹn của mùa giải lần này nhá. Là một trong những thủ lĩnh cứng cáp của Free Fire, là người dẫn dắt lối chơi của đội tuyển Bà Rịa Vũng Tàu. Trải qua nhiều mùa giải, tuy không thực sự có thành tích lớn, thế nhưng cộng đồng eSports Free Fire Việt Nam vẫn biết đến chàng tuyển thủ này có lối chơi khác biệt và tạo ra sự chú ý với cộng đồng mạng khi mà Nam CB có những màn bơi lội, ẩn nấp cực kỳ thông minh. Lối chơi này của Nam CB cũng như đội tuyển Bà Rịa Vũng Tàu đã tạo được những thích thú cho cộng đồng. Nam CB còn được mọi người đặt cho biệt danh là Kình Ngư. Với giải VFL Serie B, liệu Nam CB có thay đổi lối chơi, có bước đột phá hơn nữa để tạo cơ hội đi sâu hơn vào vòng trong của giải đấu và tiến đến VFL mùa đông 2021? Hãy cùng chờ đón màn thể hiện của anh chàng này nhá. Mr141 có lẽ không phải là một cái tên còn quá xa lạ với cộng đồng Free Fire eSports. Anh chàng này đã từng là đội trưởng của Hà Nội Team, đội tuyển top 1 vòng bảng của đấu trường sinh tồn mùa xuân, từng một thời khiến nhiều đối thủ phải sợ hãi, đã nhiều mùa giải không tham gia và bây giờ trở lại với VFL Serie B, anh chàng đã đổi tên thành 141. Phải chăng anh ta đã quyết tâm quay lại với sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp? 141 trước đó đã được biết tới là người sở hữu kỹ năng bắn chắc chắn cùng lối di chuyển thông minh. Anh đã dẫn dắt đội tuyển Hà Nội rất tốt trong màu áo mới của đội tuyển Kingman. Mong rằng chàng trai này sẽ có màn comeback thật bất ngờ. Đội hình của Kingman có tuyển thủ Bùi Đình Tân, chàng tuyển thủ trong đội hình của Phú Thọ eSports, đại diện của trường Cao đẳng Công thương, đã giành về ngôi vô địch của giải đấu sinh viên toàn quốc và tham gia giải đấu VFL Serie B lần này. Anh chàng đổi tên thành Viogo, chắc chắn Kingman đã là một cái tên đáng gờm tại giải VFL Serie B này rồi. Hổ và Tom XT. Chắc hẳn nếu bạn còn nhớ được hết những cái tên này thì bạn hẳn đã phải là một người không bỏ lỡ một mùa giải nào của đấu trường sinh tồn rồi. Hổ và Tom XT từng là đồng đội chinh chiến cùng nhau tại đấu trường sinh tồn dưới màu áo của SCVG mùa xuân 2020. SCVG từng giành được vị trí thứ 3 tại đấu trường sinh tồn mùa xuân. Nhưng kết quả cũng chỉ đến như thế khi mà mùa hè SCVG không thể vượt qua vòng bảng để vào chung kết và đến mùa đông cũng không thể ở nửa trên của bảng xếp hạng. Sau đó, cái tên Hổ cũng dần mất tăm và Tom XT cũng không còn để lại dấu ấn gì tại giải đấu chuyên nghiệp lớn. SCVG dần đi vào quên lãng, danh hiệu có, kỹ năng và kinh nghiệm tham gia đấu trường sinh tồn cũng không hề thiếu. Chẳng có lý do gì mà bộ đôi này không quay trở lại với đường đua Free Fire dưới cái tên Super Sài Gòn, đội tuyển chưa có thành tích gì nổi bật. Chính vì lần tái hợp này, Hổ và Tom XT cũng được kỳ vọng sẽ làm mới màu áo của Super Sài Gòn. Xa nữa, sẽ có một cuộc đối đầu giữa Hổ và những người đồng đội cũ tại Heavy thì sao? Tại đội hình của Super Sài Gòn còn xuất hiện thêm anh chàng tuyển thủ Đoàn Ngọc Trọng, thành viên của đội tuyển DZ eSports, quán quân tại Đại chiến quân đoàn 2021. Tại đội tuyển DZ eSports, anh chàng là một thủ lĩnh dẫn dắt đội tuyển của mình rất thành công trong ngày chung kết, dù trước đó kết quả vòng bảng của họ không mấy khả thi. Đến với VFL Serie B và đồng hành cùng những tuyển thủ chuyên nghiệp đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu như Hổ và Tom XT, chắc chắn DNT sẽ tỏa sáng hơn nữa, bởi lẽ ở ngoài vòng loại họ đã xuất sắc dẫn đầu về mặt điểm số. Kinh nghiệm Free Fire DNP, đây không phải là một trong những cái tên ở quá khứ nữa, đây là cái tên được Phước Đinh Ninh sẽ quay lại làm nên chuyện một lần nữa. Từng đứng trên bục vinh quang của King of Free Fire 2019 và đổi tên thành Team Flash, gia nhập đội tuyển thể thao chuyên nghiệp. Team Flash và DNP cùng nhau trải qua hết những vinh quang trên đất người và giải đấu quốc nội. Nhưng nhà vua nào thì cũng có thời, Team Flash cũng vậy. Nhường ngôi cho V-Gaming, Heavy rồi cả Buzzer Sky đã quay lại làm mới nên cái tên thành công ngày xưa của anh ta, King of Free Fire, cùng người đồng đội mới cứng, Meko. Dễ dàng qua vòng loại VFL Serie B để đi đến vòng bảng, King of Free Fire còn được kỳ vọng hơn nhiều nữa khi có thể đi đến VFL Serie A để tái hợp trên một chiến trường cùng những người đồng đội cũ. King of Free Fire Meko. Meko của đội tuyển V-Gaming đã quá quen thuộc đúng không nào? Nhưng giờ Meko là của King of Free Fire mất rồi. Anh chàng đã xác nhận về chung một mái nhà cùng DNP sau một thời gian rời V-Gaming với vai trò cuối cùng là huấn luyện viên.
Meko từng góp phần mang về hai chức vô địch cho V-Gaming hai mùa liên tiếp và là á quân của mùa đông. Chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần như vậy cũng đã đủ để hiểu kinh nghiệm trận mạc dày dặn như thế nào đúng không nào? Vị trí anh chàng chọn về King of Free Fire sẽ là vị trí hỗ trợ, cận chiến để phát huy sở trường dùng shotgun của mình. Có Meko, tôi tin DNP sẽ an tâm hơn trong việc tìm ra những lối chơi và chiến thuật cho cả đội. Đường dài thì mới biết ngựa hay. Meko có đúng là sự lựa chọn chính xác khi về cùng DNP không? Hãy cùng theo dõi vòng bảng sắp tới nha! Cùng với những cái tên máu mặt trong làng Free Fire như DNP và Meko, D-Way chính là một cái tên mới, một mảnh ghép mới của đội tuyển này. Chắc hẳn bạn chưa quên những pha càn quét của D-Way. Anh chàng này có kỹ năng bắn rất tốt, đồng thời là một tay sát thương chủ lực. Trước đó, anh chàng từng ở đội tuyển SCVG và trung đoàn Free Fire. Hunter X tham gia King of Free Fire. Về mặt kinh nghiệm thi đấu, anh chàng mặc dù đã không giống như Meko hay DNP, nhưng Hunter X là một nhân tố đột phá mà bất kỳ đội tuyển nào cũng mong muốn có được. Vào từ lượt sau của trung đoàn Free Fire, Hunter X làm quen với nhịp độ trận đấu của vòng bảng rất tốt. Kết quả tốt nhất của anh chàng này là đưa trung đoàn Free Fire lên Team of the Day vào ngày thi đấu thứ 12 và anh chàng cũng đã giành được số kill ngày ngang ngửa người đứng đầu, đó là Phú Quý TN, chỉ kém một chút về sát thương mà thôi. Làm quen nhịp độ trận đấu tốt, còn điều gì mà anh chàng này không phù hợp với King of Free Fire nữa nhỉ? Đó là những cái tên quen thuộc trong các giải đấu lớn nhỏ của Free Fire. Bạn đã đặt hy vọng vào cái tên nào, đội tuyển nào? Liệu rằng với một mùa giải mới, một sự thay đổi mới thế này, các tuyển thủ của VFL Serie B có cố gắng hết mình để giành được tấm vé của vòng bảng VFL mùa đông 2021 hay không? Câu trả lời sẽ có tại vòng bảng được diễn ra vào 3 ngày, mùng 2, mùng 3 và mùng 4 tháng 7, cùng với chung kết là ngày mùng 9 tháng 7. Nhớ đón xem cuộc tranh tài khốc liệt này nhá. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu esports đỉnh cao.